Sim Anh Tứ sinh ra và lớn lên trong một gia đình rất là nghèo. Nghèo đến nỗi mà bạn biết là chỉ cần mà trời mưa nha, hoặc là ai đó đạp á, là cái nhà mình sẽ có thể đổ luôn á. Chính vì vậy cho nên là ngay từ nhỏ là cảm giác của mình là mình nghĩ rằng là sau mình lớn lên á, mình sẽ không có tiền có thể mà làm một cái đám cưới đâu. Đừng nói đến chuyện là mình trang trí cưới nha. Nhưng mà cuộc đời á, không phải lúc nào mình cũng bi quan. Thế là may mắn sau mình gặp được cái nghề trang trí. Thế là mình xuống Sài Gòn. Và từ đó cho đến mình gặp được rất là nhiều cô dâu chú rể. Và bởi vì cái xuất thân của mình như vậy á, cho nên khi mà làm việc với cô dâu chú rể, mình coi họ giống như là người anh, người chị, người cô, người dì trong gia đình của mình vậy đó. Mình sẽ hay hỏi rằng là mọi người dành cái ngân sách khoảng bao nhiêu thì cứ cho Tứ đi, giá nào cũng được. Tứ dựa trên cái tài chính của mọi người để có thể mang đến một cái cảm xúc cho mọi người thông qua cái sản phẩm trang trí. Bởi vì mình nghĩ rằng là cái ngày hạnh phúc của mọi người là cái ngày mọi người phải rất là vui và rất là thoải mái. Thoải mái ở chỗ là mình chi mình không cần phải cố gắng, tức là cái giá nào mình cảm thấy thoải mái nhất. Bởi vì cái đích quan trọng nhất của ngày hạnh phúc đó là ngày mình cảm thấy thoải mái, mình bước về chung với một người bạn đời của mình. Và đó là cách mà mình luôn luôn mong muốn rằng và truyền tải đến tất cả khách hàng của mình. Cứ hãy cho mình cái ngân sách của bạn, bao nhiêu cũng được, nhiều cũng được, ít cũng được. Mình sẽ cố gắng dùng bằng cái kinh nghiệm cũng như cái nghề của mình để mang lại cho mọi người cái cảm giác mà hạnh phúc và thoải mái nhất, đặc biệt trong cái ngày cưới của mình. Mình không có bị ép buộc và cố gắng nha các bạn.